thì là Dũng của đất sẽ đưa lên cho anh em xem một con đồng khoai thổ nha anh em, một hộp. Con này tao vu cài lâm được mấy tiếng đầu thôi. Đây là nó mới sáng thôi, chưa có đêm ra ngồi. Nhưng mà cái bản năng con chim này nó chơi rất là hay nha anh em. Con này mà móc lên là anh em nghe nó thúc là nó thẻ 1-2 trang cù liền. Rồi nó sẽ giống, nó sẽ thúc, rồi nó bật qua nó dặn. Rồi một cặp là nó thúc là nó sẽ đổ ba gù. Còn đặc biệt anh em móc lên là nghe nó thúc là nó thẻ 1-2 trang cù đầu tiên liền. Con này một gục đồng phở thổ tiếng rất hay. Cùng vừa cái phù thở con chim này thì tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem sao. Bây giờ anh em nghe cái nước nó tự chơi một tí rồi mình sẽ sơ lòng cho nó cứ hoài hơi cho anh em nghe. Âm dặm thì tuyệt vời nha anh em. Thủ thở đó thì chút nữa mình sẽ cho anh em chim ngưỡng. Đây là mình cùng móc trong nhà. Mình chưa có đi mà ra ngồi nha anh em. Con này chỉ cần một con bối không gù thì nó cũng chỉ gù suốt thôi. Giang cương đeo mặt thì cặp mắt thì anh em nhìn là thấy mưa thôi nha anh em. Thank you.
quay cho anh em xem nè. Đấy là con bối nó không mà gù nha anh em. Nếu mà con bối nó gù thì anh em chỉ đây chỉ cho anh em nhìn vào cái tướng của nó. Nói chung là bản năng của nó móc lên là anh em phải nghe nó thúc là phải đổ một ai chàng, gọi là thúc gù nha anh em. Cặp mắt đẹp ba trong, đầu mặt sáng láng, to dài, chân nó thì thét xương, ngón thét dài đẹp, còn dàn cơm nó thì anh em nhìn vào dàn cơm của nó nè, không có nét cơm nha anh em, đóng cái nào cái nấy là rõ ra, cung cơm đẹp vừa keo vừa lẻ. Có một ít cùm tơ điểm vào ở trong nó nhét vào lặn vào trong cái ngân cùm đen đây đó, anh em nhìn thấy không, cặp mắt rất là đẹp đó. Con này thì anh em đi chơi là cứ treo lên là chơi thôi, xương cực kỳ, tổng thể thì to dài nha anh em, nói chung là quá là toàn diện rồi, tiếng tốt cả cái làm mấy tiền đầu. Quy đi thì nó cũng chưa có được kín lắm nha anh em, những cái chỗ lấp bấp đi là nó còn đang lú ra nè, còn này thì mới vừa thì lòng điều thôi, chân thì hai bên nhơn rất điều đẹp. Đấy là cái chân của nó, còn vừa cái đeo mặt thì chọn lựa một con chim móc lên là có thúc khống đồ gù rồi có dặm và rất là xét chim nha anh em, thì không phải là và đẹp như thế này thì cái này là không ngôi rừng cũng không mà con được bao nhiêu con đâu, kiếm rất tốt nha anh em, để anh em lại nghe rồi đó. Mình đỡ cái máy hơi gần nên sợ. Đúng, dài, cổ nó rất là dài nha anh em. Cặp mắt thì quá đẹp rồi. Rồi, mình xin chào tất cả anh em nào vừa xem xong cái video của con mồi lỡ mới lên, bắt cùng được mấy con bổi này của mình thôi. Để đưa lên cho anh em xem đó. Rồi đánh giá nhìn nhận thì tùy thuộc vào anh em chơi lâu có kinh nghiệm khác nhau. Rồi chào anh em nha.